sắp mặt ấm. Đúng rồi. Nè nè. Nè nè. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Phạm. Hai, ở nhà với má cho papa đi làm ha. Papa đi làm chi? Đây là 110g yến mạch ha. Mình sẽ ngâm với lại 1 lít nước. Ngâm được 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ đổ chắc cái nước này ra ha. Sau khi mà chắc nước ra thì được khoảng cỡ nửa lít, mình sẽ thêm vô nửa lít nước khác. Tiếp tục ngâm 10 phút nữa, đủ 20 phút ha. Bây giờ mình sẽ chắc nước ra lần cuối nè. Rồi mình lại bù thêm nước sạch y như đây lại ha. Đây. Bây giờ mình sẽ đem cái yến mạch này mình đem đi xay ha. Má chở không? Bỏ vô xay. Má chở không? Má không đổ. Mình sẽ xay hai nhã ha. Rồi mình xay xong rồi, bây giờ mình lọc qua cái rây ha. Để lấy lại cái bã, lấy phần sữa thôi. Sau khi mình xay rồi mình rây ra, mình bỏ vô mình xay thêm lần nữa. Xay xong rồi mình sẽ lọc qua miếng vải lần cuối cùng, rồi cho nó thiệt là mịn, để cho cái mình muốn làm đậu hũ nó không bị lợn cợn. Rồi mình sẽ đem đi nấu ha. Bây giờ mình sẽ đem đi nấu với lại lửa dừa ha. Mình sẽ khuấy đều, vừa nấu vừa khuấy ha, để cho nó không có bị dính đấy. Kiến đó con. Nó hơi sánh lại rồi nè, chờ nó sôi lên là xong tắt bếp được. Đây sôi rồi nè, mình sẽ tắt bếp ha. Đổ ra tô để chờ nó chín nguội. Giờ chờ nó nguội ha, rồi mình bỏ vô tủ ngăn mát. Ta tay đi siêu thị thôi. Đi siêu thị mua đồ. Để về nấu ăn. Nấu ăn cho khoai tây ăn. Mua bắp hả? Rồi mà lát nữa má đi mua bắp cho khoai tây. Thì khoai tây ăn, hồi nãy khoai tây đòi ăn bắp mà phải không? Trong quay vòng vòng. Rồi để mình đi chứ. Không ô, bữa nay không có khóa con à. Không có khóa cho nên mình chạy xe vô luôn. À đúng rồi, không có khóa để xe vô. Tính tiền. Khoai tây thích ăn cam ha, mình mua trái cam. Trái cam
chờ má lửa xíu nha. Rồi có tay nè, lấy cái bịch này nè, đó. Ờ, lấy đi, lấy tính tiền, cầm qua nặng lắm á. Cầm lên. À. Tại định mua gì? Mua không. Không mua, mình không mua cái đó. Thôi đi ra tính tiền. Ra tính tiền không? Khoai tây đi tìm xe đẩy khoai tây hả? Rồi má lấy bắp nổ cho khoai tây nha. Mua cho khoai tây ăn. Khoai tây có ăn bắp nổ không? Không ăn bắp nổ phải không? Chê bắp nổ rồi mà. Sao? Không. Một cái đi. À, cho con một cái đó. Mua đi, mua một cái đi. À. À. Chê bắp nổ không bà cô chú ơi. Bánh. À, bánh. Bánh. Rồi ra tính tiền. Trời biết luôn. Chê bắp nổ không chịu lấy bắp nổ. À, chạy ra lấy bánh. Cái bánh này nó mặn mặn á, con nít giờ cỡ tuổi này nó khoái ăn mặn lắm. Mặn. Còn bắp nổ thì nó đâu có mặn đâu. Nó cũng không có ngọt. Dạ. Bắp đã cầm không? Ô hồi nãy con chê mà. Hồi nãy con chê tưởng con không có thèm. À, bánh. À, mua bắp nổ hay mua bánh? Bánh nổ không. Vậy là đã cầm bánh bỏ lại rồi má mua bắp nổ cho. Bắp nổ. À. Rồi đó. Ừ, giờ mua bắp nổ phải không? Bắp nổ phải không bánh. Dạ. Dạ. Ừ, đó. Ừ. Rồi đi ra tính tiền. Vậy mình trả lại bắp nổ rồi mình mua bánh. Bắp nổ, 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 rồi ra tính tiền. Ra tính tiền. À má tại đẩy cho rồi ra tính tiền ha. Ra tính tiền đi. Ừ, rớt lụm lên. Rồi lụm lên con. Lụm lên. Hai có dưới đất à, đó đúng rồi. Lụm lên bỏ vô tính tiền. Kéo xe đẩy mình ra. Kéo ra. Kéo ra, kéo ra, kéo ra. Lấy tay ra khỏi miệng con. Đừng có bỏ tay vô miệng con, lấy tay ra. Đây, đậu hũ làm từ yến mạch nè bà cô chú ơi. Ai, bây giờ mình sẽ lấy ra mình ăn thử nha. Mình múc thử ha.
Rồi. Nhiều. Thì bây giờ mình ăn chung với lại mật ong nè. Mật ong nè. Mọi người có thể hả thắng nước đường với lại gừng giống như mình ăn là đậu hũ vậy đó. Tại vì gia đình khoai tây có khoai tây á, cho nên thành ra là ăn chung với lại mật ong. Đúng rồi, xin mời cả nhà cùng ăn ha, tàu hũ làm bằng yến mạch với gia đình khoai tây nha. Rồi, khoai tây ăn nè, củ khoai tây rồi, củ khoai ăn đi, papa thích ha. Đó. Ăn thử nè, lần đầu tiên mình làm cái này luôn á. Ăn trời. Ôi nồi. Smell that not there any, no. Mình thôi nicht süß. Du kannst es starten dann. Vietnamesisches Rezept oder? Ja. Gibt's Hafer in Vietnam? Aber es ist nicht schlecht. Ist neu, oder? Ist nicht schlecht. Nein, das ist ja. Noch mehr mal mein Jahr. Wie hast du das gemacht? Dann klein gemacht mit der Maschine, mit dem Mixer oder? Ja, Mixer, und dann benutze ich einen Stoff, ja. Das ist super fein. Und dann wir kochen aber immer Stirrer da. Und dann sie der Lasse cool. Und dann sie in den Kühlschrank lassen und dann so. Pudding. Ja. Hafer-Pudding. Ngon mọi người ơi. Chỉ có điều là cái mật ong á, nó không có hợp. Không hợp. Không có hợp kìa. Nếu mà mình thắng nước đường với lại gừng á, thì nó sẽ thơm hơn. Ăn sẽ ngon hơn á. Tất nhiên rồi, cái này là yến mạch nó sẽ không có bay cái vị của đậu nành ha, nhưng mà nó cũng đây nè, nó cũng tạo hình rồi giống như đậu nành vậy đó. Oh, fuck it, fuck it. Nè. Nè. Con. Rồi con ăn đi, không sao hết á. Cái ba này nước thơm có sao không cả chút cả đây thêm mật ong nè, trời ơi bị sợ ngọt quá kìa, em mà lấy bớt mật ong ra mà em đòi thêm mật ong. Đó, mới thêm mật ong rồi đó, ăn đi. Mà lấy nước cho khoai tây á. Lấy nước cho khoai tây để khoai tây uống. Chữa lại. Con chữa lửa, con ngồi đây con uống đi. Good, huh?
nha. Ja, ich bin satt. Ja, Kartoffeln, sie gut gegessen. Oder willst du alles? Okay, nimm alles, oder? Nein, ich bessere Schüssel. Nein. Mehr oder genug? Genug. Okay. Manchmal schmeckt man nur den Honig. Okay, ja. Der Haferpudding hat einen eigenen Geschmack, aber der ist sehr leicht. Hm. Nicht süß, sondern so ein bisschen wie nach Getreide. Schau, schau mal. Schau mal. Nina! Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Thanh Tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại.